Có một hội dòng mang tên chuỗi ngọc vàng kính, chính là hội dòng dấu yêu của tôi đây. Hội dòng tôi có bóng cây xanh đẹp quá, có tiếng reo vui hạnh phúc với sáng mà sơ hiền hòa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Đức Giêsu tập họp nhóm 12 lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói: anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bì, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giữ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo tin mừng và chữa bệnh khắp nơi. Suy niệm. Sau Thế chiến thứ nhất năm 1918, một linh mục trẻ người Pháp nhận được bài sai của giáo phận đi coi sứ. Tay xách vali, cha mạnh dạn ra đi truyền giáo. Đến nơi, trước mắt cha chỉ thấy hầm với hố, tường nhà thì đổ vỡ, vụn nát. Nhà thờ, nhà sứ chỉ còn duy nhất một bức tường siêu vẹo. Không một chút sờn lòng, cha cùng với các tín hữu tích cực kiến thiết lại ngôi thánh đường đổ nát. Chẳng bao lâu, đền thờ vật chất đã hoàn thành khang trang đẹp đẽ. Giờ đây, cha lại tiếp tục xây dựng đền thờ tâm hồn. Nhờ đời sống gương mẫu, cha đã tu sửa lại lòng đạo đức của cả đoàn chiên. Tuổi cha chưa cao nhưng đã kiệt sức, giữa lúc tình cha con đang mặn nồng gắn bó. Nằm trên giường bệnh, nhưng cha vẫn thản nhiên vui vẻ. Giờ hấp hối đến, cha nhỏ nhẹ nói với những người chung quanh cha rằng: giờ đây tôi vui mừng vì đã trung thành giữ lời nhủ bảo của thân phụ tôi ngày tôi chịu chức linh mục. Nay con đã là linh mục của Chúa, cha chỉ cầu mong con ba điều. Thứ nhất, lúc con chết đừng nợ ai xu nào. Thứ hai, khi qua đời con cũng chẳng còn xu nào. Thứ ba, lúc lâm chung con đừng vướng một chút tội nào với Chúa. Và thế rồi, Ngài an bình ra đi về với đấng mình đã chọn đời dâng hiến. Cộng đoàn thân mến, người môn đệ được Chúa sai đi, hành trang duy nhất là sự nhiệt thành và lòng tin thác cậy trông vào Chúa. Người môn đệ cần phải mang tâm tình của Đức Kitô truyền cho các đồ đệ. Đi đường, đừng mang gì ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: đến đâu các con vào nhà nào thì ở lại đó. Trên bước đường rao giảng, người môn đệ cũng như thầy Chí Thánh luôn quan tâm đến người đau khổ, chữa lành bệnh tật, mang hạnh phúc cho mọi người. Thật thế, người môn đệ của Chúa luôn quan tâm đến những nhu cầu được chữa lành, chia sẻ cho anh em đồng loại, như sau này Phao-lô đã cảm nghiệm và chia sẻ: vui với người vui, khóc với người khóc. Lời mời gọi các môn đệ ra đi làm việc truyền giáo trên cánh đồng truyền giáo của Chúa Giêsu cũng là lời mời gọi dành cho mỗi người chúng ta. Và tôi, bạn là môn đệ đích thực của Chúa Kitô, không có quyền từ chối lời mời gọi ấy. Lời mời gọi các môn đệ ra đi làm việc trên cánh đồng truyền giáo của Chúa Giêsu ngày xưa
cũng là lời mời gọi dành cho mỗi người chúng ta trong cộng đoàn tín hữu. Và nếu tôi, bạn là người môn đệ đích thực của Chúa Kitô không có quyền từ chối lời mời gọi ấy. Nhưng đáp trả như Phao-lô đã cảm nghiệm và sống sứ mạng. Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng tin mừng. Với ý thức đó, Đức Giáo Hoàng Phao-lô II quả quyết: không một ai trong những người tin vào Đức Kitô, không một tổ chức nào trong giáo hội được miễn khỏi trách vụ cao cả này. Đó là loan báo Đức Kitô cho mọi dân tộc. Chẳng thế mà, Công đồng Vaticano II khẳng định, tự bản tính, giáo hội lữ hành phải truyền giáo. Lạy Chúa, xin giúp mỗi người nữ tu mân côi chúng con sống sao cho đẹp lòng Chúa, trở nên những người tông đồ nhiệt thành phụng sự Chúa và giáo hội, để thực thi sứ mạng rao giảng tin mừng. Mỗi chúng con cần đến ơn Chúa trợ giúp và sự nâng đỡ của biết bao người. Ước gì nhờ ơn Thánh Thần soi sáng, chúng con biết đem Chúa đến cho mọi người. Dù chúng con ở đâu, dù chúng con nói gì, làm gì, chúng con cũng nói, cũng làm vì vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn. Amen.